Chủ tọa phiên họp, kính thưa Quốc hội. Trước tiên thì tôi đánh giá cao cái sự tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện của ban soạn thảo và cơ quan thẩm tra đối với dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh qua kỳ họp thứ 3, qua hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách và qua góp ý của các cái đoàn đại biểu Quốc hội trước cái kỳ họp thứ 4. Nghiên cứu cái bản dự thảo mới nhất của luật khám bệnh chữa bệnh đến thời điểm hiện tại thì để tiếp tục góp phần hoàn thiện cái dự thảo luật thì tôi cũng xin có một số ý kiến góp ý như sau. Thứ nhất, về các cái hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại điều 7 của dự thảo luật. Tôi đề nghị ban soạn thảo cần nghiên cứu bổ sung thêm một cái hành vi bị nghiêm cấm của cái người hành nghề và người lao động khác tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Đó là cấm lợi dụng việc khám bệnh chữa bệnh để có hành vi quấy rối, xâm hại tình dục người bệnh, thân nhân của người bệnh. Bởi vì thời gian qua tình trạng này thì cũng đã diễn ra và gây cái sự bức xúc trong dư luận. Cho nên thì cần thiết phải đưa vào quy định trong luật để nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm khi mà có cái hành vi vi phạm. Thứ hai, về thu hồi giấy phép hoạt động cơ sở khám bệnh chữa bệnh được quy định tại điều 54. Thì tại khoản 1 của điều 54 dự thảo luật quy định về các cái trường hợp mà giấy phép hoạt động bị thu hồi. Tôi đề nghị bổ sung thêm một cái trường hợp sẽ bị thu hồi giấy phép hoạt động. Đó là lần thứ hai bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động do để xảy ra những sai sót chuyên môn trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh. Việc bổ sung thêm cái trường hợp thu hồi giấy phép hoạt động như trên để nhằm đảm bảo xử lý nghiêm và hạn chế lặp lại những cái sai sót chuyên môn trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh tại các cái cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Từ đó thì tạo lòng tin đối với người bệnh, góp phần để nâng cao cái chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Thứ ba, về trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại điều 58, thì tôi đề nghị ban soạn thảo bổ sung thêm hai cái nội dung quy định về trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đó là thứ nhất, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm trước pháp luật khi mà tiên lượng sai khả năng điều trị của cơ sở dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh. Thứ hai là thực hiện nhanh chóng, kịp thời khi người bệnh hoặc là người nhà của bệnh nhân có yêu cầu chuyển viện khẩn cấp khi mà được tiên lượng tình trạng bệnh vượt quá cái khả năng hoặc là không thuộc cái phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Ngoài ra thì còn có một số cái góp ý về mặt kỹ thuật, thì để tránh mất thời gian, tôi sẽ gửi cái văn bản góp ý này đến thư ký để tổng hợp. Tôi xin hết ý kiến, xin trân trọng cảm ơn Quốc hội. Cảm ơn đại biểu. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.